chào buổi sáng quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tham quan một nơi có lối kiến trúc cổ điển thời Pháp, được xây dựng vào những năm 50. Giá vé là 15.000 các bạn. Nơi đây thì vừa trưng bày vừa để bán luôn các bạn. Mấy chậu chuối hạt này đẹp quá các bạn. Khu vực này trưng bày đồ gỗ nè. Khi nãy thì chú bán vé nói với mình thì gỗ ở đây toàn là gỗ quý thôi, và có gỗ thơm nữa các bạn. Nên nãy giờ thì mình cũng cảm nhận được cái mùi hương thơm từ gỗ. Các bạn nhìn thấy cây thánh giá không? Thì nơi đây trước năm 1975 là thuộc dòng chúa cứu thế các bạn. Tọa lạc trên đồi Tùng Lâm với độ cao hơn 1.500m. Phân viện sinh học nằm ở số 116 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km. Tây Nguyên được người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1950. Toàn bộ tòa nhà được xây dựng bằng đá với phong cách Gothic. Đây là cái điểm lý tưởng để các bạn có thể chụp những cái bôi hình sống ảo. Và nhiều studio họ cũng chọn cái điểm này để chụp hình cưới các bạn. Thấy cái phong cũ kỹ vậy thôi chứ lên hình là rất là đẹp luôn. Lối đi này giống như là chúng ta đi vào một cái đường hầm gì đó. Đợt này thì bọn mình đi thì phân viện đang được trùng tu. Đến Tết thì các bạn đi chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. Tòa nhà phân viện này cao 4 tầng lầu. Bên trong thì to và rộng lắm. Ok, thì lát chúng ta sẽ vào tham quan sau nhé.